Chào mọi người, mình là Trung, bên kênh cần câu Nhật Bản nha mọi người. Tiếp tục với lại những cái cần này. Đấy, hôm nay qua cái đống cần này nha mọi người. Đầu tiên là một cái cần 3 khúc. 3 khúc này của ai này? Tem này là của ai mình quay nè, Daiwa hay là Olympic gì đây, nhớ hình như là Daiwa. Tem này đấy, cái này 3 khúc khoan bát còn ok nhá. Này hãy mọi người xem luôn, độ vô còn ok luôn này. Uống cái đọt cho mọi người xem trước luôn đấy. Đấy, cái cần này dài 2m4, thu vào là 86cm, độ là 2,5 ly, cân nặng là 180g. Đây là cây số 1, số 1 280. Số 2 là một cây cần ISO. Đấy, cây cần này đây, bát FK FX6. Cần này cái bát này giống như tự cột đó nha mọi người. Bát này tự cột. Cái này sao giống cần tay cột lại á. Cần tay chế thành ISO mọi người. Cần này theo mình là cần tay chế thành ISO đó. Này, đọc mảnh nha. Ok, một lóng, hai lóng, ba lóng nha mọi người, ba lóng tất cả. Cái cần này dài 2m6, thu vào là 98cm, đọt là 0,8 ly, cân nặng là 120g. Đây là cái số 2, 150.000. Số 2, 150.000. Số 3 là một cây cần súp này, dài 2m4, đọc số 5. Bát Fuji FX6 nhé, đây qua nha mọi người nhé. Đây, bàn của nó. Một lóng, hai lóng, ba lóng nha mọi người. Cần này dài 2m4, thu vào là 91cm, đọt là 2,6 ly, cân nặng là 200g. Đây là cái số 3. Số 3, 190.000. Hôm nay cũng toàn cần phiếp thôi nha mọi người, không có cần carbon nha mọi người. Số 4, tiếp tục một cây cần ISO dài 4m5. Đấy, bát Fuji FX6. Cái này như bị gãy đọt rồi, người ta hạ đọt rồi nha mọi người, hạ đọt rồi. Nha, khoan này, dàn khoan thì mình thấy còn ok. Đầu bu thì mắc đá rồi nhé, về thay đầu bu đi. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng, năm lóng. Cần này hiện tại như thay đọt chứ không phải là người ta thay luôn cái đọt khác rồi mọi người. Dài 4m5 nè, thu vào là 1m02, đọt là 1,7 ly, cân nặng là 300g. Đây là cây số 4. Số 4, 250.000.
số 5 tiếp tục cái ISO của Daiwa Bass FK FX7. Đấy, dàn khoan này, máy khoan còn ok, hình như đầu bu này nó bị gãy rồi, nó bị gãy đầu bu, người ta thay cái đầu bu mới rồi nha mọi người. Đầu bu này bu kim loại luôn này. Đấy, dưới này hai cái khoan này cũng thay hai cái khoan kim loại luôn rồi. Một lóng, 2, 3, 4, 5, 6, 6 lóng nha mọi người. Cần này dài 4m6, hiện tại đang dài 4m6, thu vào là 95cm, đọt là 1,9 ly, cân nặng là 360g. Đây là cái số 5, số 5 250. Số 6 là một cái ISO khoan nhỏ của Ryobi nha mọi người. Đấy, ISO khoan nhỏ của Ryobi. Đây, đây cái bu người ta cũng thay cái đầu bu kim loại rồi nè, không xài đá nha, kim loại trơn luôn. Đấy, hai cái khoan tiếp theo cũng thế. Rồi, các cái khoan dưới thì xài đá nha, đá gốm gì đó. Đây, đọc. Một lóng, 2, 3, 4 nha mọi người, 4 lóng tất cả. Bass Fuji FX6, cái gần này dài 3m này, thu vào là 86cm, đọt là 0,8 ly, cân nặng là 140g. Số 6, số 6 220. Số 7 là một cái ISO dài 3m6. Đấy, bát là gì đây, thì hốt 6B gì đây, Queen Cork Made in China, xuất Nhật nha mọi người. Đấy, ISO lóng dài thằng nhỏ này. Đây, khoan đọt còn ok. Đây, cái này là cái thanh giữ cho cái đọt nó đỡ, lúc hàng hóa cho nó đỡ gãy nha mọi người. Cái này là cái thanh giữ đọt thôi, vì mọi người tháo ra bình thường thôi nhé. Đây, tháo ra bình thường thôi nhé. Sai, thanh này là cái thanh giữ bảo vệ đọt rồi, cho lúc mình bỏ vào trong hộp rồi cho nó khỏi giọng nó gãi thôi. Đây nha, cần dài 3m6, thu vào 1m03, đọt 1,9 ly, cân nặng 180g. Cái này cái số 7, số 7 250. Số 8 cũng là một cái cây như lúc nãy luôn. Đây, cây như cây số 7 luôn nha mọi người, như cây số 7 luôn. Đấy, cây này thì nếu nó bị dính keo cái gì ấy, nó hơi dơ nhá mọi người, về vệ sinh đây này, thấy là mình cạo nó ra này. Đấy, về vệ sinh rửa đi sạch sẽ. Cây này thì cái đầu bu nó bị gãy, nó bị tụt cái đầu bu nha mọi người. Này, nó bị tụt mất cái đầu bu, với lại hình như nó bị gãy một đoạn rồi, gãy một đoạn. Cái đầu bu của nó thì đây, mình có cột đây, cột cái móc của đầu bu ở đây này. Về mọi người thay luôn nha mọi người, về mọi người thay luôn đi. Đấy, một lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng nha, cần này 4 lóng như cái cần kia thôi. Dàn khoan phía dưới còn ok nha mọi người, khoan phía dưới còn ok.
Cái này thì gãy khoảng cỡ 20 phân độc rồi nha mọi người. Đây, cần này còn dài 3m4, thu vào là 1m02, độc là 2,6 ly, cần nặng 160g, giá 170.000. 170.000 nha mọi người. Đây là cái số 8. Số 8 170.000. Số 9 tiếp tục một cây cây này hình như của Shimano á, nhưng mà giờ mắc tem rồi. Đấy. ISO nha mọi người, ISO đây. Khoan chỗ này, khoan nguyên bản của nó này, tiền vàng khoan đây này, hình như cái độc nó bị gãy một đoạn rồi. Đây, người ta thay luôn cái độc thủy tinh này mọi người, thay luôn cái độc thủy tinh rồi. Đấy. Thay độc thủy tinh, thay vàng khoan chỗ này luôn nhé. Đấy. Một lóng, hai lóng, thay cái độc đặt luôn rồi. 3 4 5 6 lóng nha mọi người. 6 lóng. Đây. Bát FK FS6. Cái cần này hiện tại dài 5m, thu vào là 1m02, độc là 1,4 ly, cân nặng là 340g. Đây là cây số 9. Số 9 190. Số 10 là một cây súp. Đây, 3m, súp lục bạc bãi, nhưng mà bạc bãi như cây này 3m thì hơi thấp rồi nha mọi người. Đấy. Khoan Fuji còn ok này. Mà biết vì sao nó trồi lên không? Tại vì ở dưới này nó mắc cái nắp chân cần rồi nha mọi người. Đấy. Đột. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng nha. Bốn lóng. Có khoan là nó bị tụt ra. Tụt về mọi người. Thải vô nhỏ cho xí kèo cho nó cứng lại nha. Đấy. Bát Fuji FX7 nha. Căn này dài. Ủa, cái đọt này bị thay rồi mọi người. Nó lên tới 3m2 nè. Thay cái đọt rồi. Dài 3m2. Thu vào 90cm. Đọt là 2,8 ly. Cân nặng 280g. Cây này cây số 10. Số 10 250. Số 11 là một cây ISO Shimano. Đây. Cây này thì khoan nó toàn khoan nhựa nha mọi người. Đấy, đọt này. Đọt mà chắc cũng có bị gãy một tí rồi, bị gãy một đoạn rồi. Đấy. Về cái dàn khoan là mọi người hư cái nào mọi người thay cái đó, hoặc là thay hết cho nó đồng bộ tùy mọi người nhé. Thôi như mình bán lấy phôi thôi. Phôi với lại bát thôi. Đấy, đầu mảnh 1 lóng, 2, 3, 4, 5, 6, 6 lóng nha mọi người. Bát Fuji FS6. Cần này hiện tại dài 5m2, thu vào là 1m03, độc là 1 ly, cân nặng là 240g. Cái này cái số 11 150.000.
số 12 là một cây cần Daiwa. Đấy, cầu lục nhá. Dạ, khoan của nó này còn ok nhá. Khoan của nó còn ok lắm. Đấy, khoan kim loại của bản như thế này thì biết rồi. Đấy, cầu lục đúng bài luôn. Một lóng. Hai. Ba lóng thôi nha mọi người, ba lóng. Bắt vặn kim loại này. Này, đây qua đó. Căn này dài 3 mét, thu vào là 1 mét 18. Đột là 3,2 ly, căn nặng là 560 g. Đây này với số 12. 290.000. 12, 290. Số 13, tiếp tục một cây Shimano. Đấy, Shimano. Dài 5m2, 6 lóng, cân nặng 109, thu vào là 109cm, nặng 560g. Đọt mà cái đầu bu đa hướng nha, đọt mà nó cong luôn, cao rồi mà nó cong luôn cái đầu bu chỗ này. Ok, một lóng, hai, ba, bốn, năm, sáu lóng nha mọi người, sáu lóng. Đầu bu này thì cái dạng khoan này cũng có thay rồi nha mọi người, đây dạng khoan của nó y như thế đó. Bát FK FS8, cần này dài 5m2, thu vào 1m04, đọt là 1,9 ly, cân nặng 600g. Cây này cây số 13 và 250. Mười bốn là một cây Daiwa 39 cứng 25. Súp câu lục bạc bãi. Đấy, dàn khoan Fuji nhé. Này, cái này có bị nứt cái thấy bên này này. Đấy, chỉ có một chỗ đấy thôi nhé. Đầu bu ok nha mọi người. Đó, một lóng, hai lóng, ba, bốn lóng. Dài 3m9, thu vào là 1m16, đột là 2,5 ly, cân nặng là 510g. Cái này cây số 14. Mười lăm là một cây cần tay nha mọi người, cần tay. Đấy, phíp nha, này toàn cần phíp thôi. Đọt này, đọt hình như cái này có bị gãy một đoạn hạ rồi, gãy một đôi thân nha mọi người. Đấy, này cần tay đọt lớn. Một lóng, hai, ba, bốn, năm, sáu, sáu lóng nha. Cần dài 5m3, thu vào là 1m02, đột là 2,2 ly, cân nặng 340g. Ủa, cái này có bị cái gì không mà có 70.000 người ta. Từ từ cho mình xem lại. À,
cái cần này, cái lóng thứ hai từ gốc lên chỗ này nó bị nứt nha mọi người, nó bị dẫm, nó bị tót này đấy, nó bị dẫm tót chỗ này. Về mọi người thay cái lóng này đi, thay cái lóng hoặc là bỏ cái ống vào gia cố chỗ này cũng được, tùy mọi người nhé. Đấy, 70 nghìn. Cái này số 15 70 nghìn. Sáu, tiếp tục một cây cần tay thân nhỏ, lóng dài thân nhỏ đấy. Đọc 1 2 3 4, 4 lóng nha mọi người, 4 lóng. Cái này dài 3m4, thu vào là 1m02, độc là 1 ly, cân nặng là 100g. Cái này cái số 16. 16 80. Cái số 17 cân tay 4m5. Này. Đọc. Ok. 1 lóng, 2 lóng, 3 4 5. 5 lóng nha mọi người. Cái cần này dài 4m5, thu vào là 1m01, đọc là 0,8 ly, cân nặng 200g. Cái này cây số 17. 17 101. Số 18 là một cây cần tay hiệu Ebisu. Đấy. Đọc của nó. Đọc tháp nhé. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng. Ồ, lóng thứ 3 với cái lóng thứ 4 này như nó bị có bị gãy gì, người ta chêm bớt trong này rồi nhé. 4 5 5 lóng nha mọi người. 5 lóng nhưng mà chêm rồi thì vẫn thấy xài ok nha mọi người, thấy được ok đó. Cái này dài 3m6, thu vào là 90cm, độc 0,8 ly, cân nặng là 140g. Cái này cây số 18. 18 60. Số 19 là cái này. Đấy. Cần tay dài 3m4, thu vào 1m06, độc 1,7 ly, cân nặng 140g. Giá 80 nghìn. Cái là cây số 19. Đây, độc của nó đây. Ok. Chín 80 nghìn. Số 20. 20 là một cây cần kinh tên, cần tay lóng dài thân nhỏ nhé. Đấy, cần này thì cái đọt của nó bị gãy một đoạn rồi. Về mọi người thay cái đọt đi nhé. Thay cái đọt đi. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng. Đấy, tại vì cái đọt đây nó còn khoảng 40 đến 50 phân vậy thôi. Nên mọi người thích thì dùng, và không thích thì thay cái đọt cho nó mạnh hơn nhé. Đấy, cái đọt này, cái đọt nó còn cái đọt này. Từ đây hơn khoảng 45 phân nha mọi người. Khoảng cỡ 45 phân. Càng này hiện tại dài 3m2, thu vào là 1m0
2 đọt là 2,6 ly, cân nặng là 100 g. Giá cây này cây số 20. Cây này 60.000 nha mọi người, 20 60.000. 20 60.000 nha. Mốt tiếp tục một cây cần tay vô đấy. Thân nhỏ lóng dài nha mọi người đấy, thân nhỏ lóng dài đồng mảnh này, một lóng 2 3 4 bốn lóng nha. Cây cần này dài 3,6 m, thu vào 99 cm, đọt là 0,6 ly, cân nặng 120 g. Này số 21. 21 100.000. Số 22, một cây cần tay. Này, lóng dài thân nhỏ đây. Ba lóng, cái ngọn nó bị cái đọt nó bị gãy một đoạn một tí rồi nha mọi người. Một lóng, hai lóng, ba lóng, cái này nhẹ tăng. Cái này dài 2,5 m, thu vào là 1,02 m, đọt là 1 ly, cân nặng 40 g, nhẹ tinh luôn mọi người. Đây là cây số 22. Rồi, số 22 này cũng kết thúc video này của mình. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của mình nhé. Người mua hàng thì liên hệ số điện thoại bán hàng là 0786 55 55 99. Mình ở Đà Nẵng nha mọi người. Đơn hàng từ 200.000 trở lên thì mình sẽ ship code. Và mọi người phải kiểm tra hàng cẩn thận trước khi nhận nhé. Xem nó có bị sai sót gì so với trên video hay không, hoặc là bị bể vỡ gãy nứt gì trong quá trình vận chuyển. Có chuyện gì thì mọi người điện thoại bên mình để báo cùng giải quyết nha mọi người. Còn mình sẽ không giải quyết những trường hợp mà mọi người không xem hàng mà cứ nhận hàng rồi với bắt đầu báo cho mình bị nào bị kia nhé. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều.